Robot Shop xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy in mini Arturos SKB3. Thì đối với đặc điểm của dòng này thì mình cũng nói sơ là thứ nhất là máy có giá là thấp nhất trên thị trường, và thứ hai nữa là kiểu dáng nhỏ gọn, có tích hợp phím bấm số và tích hợp cổng Type-C. Rồi, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn sơ về cách sử dụng nhé. Thì ở đây á, trong giao diện máy á, mình sẽ có là 4 dòng. Đây là dòng thứ nhất là thường là tên. Dòng thứ hai thì mình có thể là ngày sản xuất. Dòng thứ ba là hạn sử dụng. Dòng thứ tư thì có thể là số lô hay là mình muốn in gì đó, tùy theo yêu cầu của mọi người thì các dòng này mình sẽ có thể tùy chỉnh được. Rồi, ví dụ như về dòng đầu tiên là dòng Romax. Thì ở đây á, mình sẽ tiến hành mình nhập liệu lại nha. Đó, các bạn lưu ý là ở đây mình sẽ có các biểu tượng nè. Biểu tượng này là biểu tượng ngôn ngữ, tức là dạng là chữ hay là số. Thì cái phím quả đi cầu này sẽ làm chức năng này. Rồi, bây giờ chức năng của mình là mình sẽ nhập chữ tên đi. Ví dụ như mình sẽ nhập Romax đây. Thì cách nhập liệu cũng giống như là phương thức nhập từ trên điện thoại mà thời xưa có nhiều nút đó. Đây, sau khi nhập liệu xong dòng thứ nhất thì mình xuống dòng thứ hai. Rồi, đây mình sẽ nhập tiếp. Dường như ở đây là mình ghi cái chuỗi là ngày sản xuất đi. Thì mình sẽ chuyển sang chế độ số nè. Mình muốn đây nó ra số nè. Thì mình ghi nó 28. Rồi bây giờ mình muốn vào chấm hay là gạch hay là gì đó thì mình vào biểu tượng này, dấu chấm hỏi nè. Mình chọn Enter. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều ký tự ha. Đó, thì mình chọn ví dụ như là cái xiệt này đi, mình nhấn Enter thì nó sẽ xiệt 08. Rồi mình tiếp, mình Enter luôn, nó sẽ nhớ vị trí này. Xiệt 19 nhấn ngay. Rồi. Đó, tương tự vậy thì mình sẽ làm nó dòng dưới. Rồi. Ngoài ra thì mình muốn in gì mình in thử nha. Mình sẽ bấm vào đây. Đó, nó sẽ hiện là ring nè. Mình sẽ in thử nha. Nè, quên gỡ cái này ra nha. Đây, các bạn thấy khi mà ký tự mình in thì nó sẽ ra giống như vậy. Mình có thể in thử ở trên các vật liệu khác nha. Ê, anh thử trên cái hộp giấy này. Đây. Rồi, mình có thể in thử trên cái dạng chai nhựa này. Đây. Nó cũng lên này. Thì đây là những tính năng cơ bản ha. Còn ví dụ như mình muốn mà dạng như chuyển cái dạng ký tự này nè, mà dạng chuyển sang cái dạng là dấu chấm 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 á, thì mình sẽ vào đây. Mình chọn là content nè, nhấn enter. Mình vào font type. Đây. Cái này là biểu tượng này là bôi đậm nè. Đó, thì ở đây là những cái ký tự là nhiều nhiều dấu chấm chẳng hạn. Rồi, sau đó mình sẽ nhấn Enter và mình thoát ra. Rồi, như vậy sau khi mình sẽ in cái này lên thì nó sẽ ra cái biểu tượng là dấu chấm nhé. Đây. Những biểu tượng này nó sẽ to hơn nè. Nó sẽ là dấu chấm. Để mình chỉnh cho nó rõ hơn nữa nha. Đây, có thể cho dạng như là 9 chấm đi, cho nó rõ hơn. Rồi. Rồi, đây các bạn thấy không?
chữ rô mắt của mình nó sẽ dạng dấu chấm này, nó bị mất nét là do cái chữ này nó to quá, phải thu nhỏ lại nhé. Đó thì như vậy là mình đã chỉnh được sang chế độ là in dạng ma trận nhé. Rồi thì đối với cái máy cầm tay này thì nó sẽ phục vụ cho những cái nhu cầu cơ bản nhất là chỉ cần in dát, còn cái dạng in logo hay là in dạng barcode á, thì hạn chế của máy này là không thể in được những cái dạng đó, cho nên là tùy nhu cầu sử dụng thì mình có thể lựa chọn một cái máy nào cho phù hợp nhé. Rồi, xin cảm ơn.